sáng nay chúng ta đến đoạn 6 của sách tin lành văn từ câu 1 đến câu số 15 với tựa đề là bữa ăn lạ kỳ miraculous meal à, có lẽ ông bà chị em thường nghĩ à, phần kinh thánh này nói đến Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn và đúng như vậy và buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ và cùng học chung với nhau trong phần kinh thánh Giang đoạn 6 từ câu 1 đến câu số 15. Bữa ăn lạ kỳ đó là cái điều mà tôi muốn ông bà chị em chú ý cái tựa đề và lý do tại sao mà tôi muốn trình bày cho ông bà chị em về cái bữa ăn lạ kỳ này. Thì chúng ta biết rằng chỉ có năm cái bánh và hai con cá mà thôi. Và từ nơi một em bé trai dâng lên cho Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu hóa ra nhiều À, cho hơn 5.000 người ăn no nê. Kinh Thánh ghi lại là không kể đàn bà con nít. Họ ăn no nê và lượm được 12 giỏ đầy những miếng, những miếng bánh và cá còn thừa. Đó là một bữa ăn rất là lạ kỳ đúng không? Và chúng ta thấy rằng là hầu như à, không có bữa ăn nào giống như bữa ăn bữa ăn mà Chúa đã làm à, Chúa hóa năm cái bánh và hai con cá cho hơn 5.000 người ăn. À, Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho hơn 5.000 người ăn là phép lạ duy nhất được ghi lại trong bốn sách phúc âm tin lành. Ông bà chị em để ý điều này trong uh, tất cả những phép lạ Chúa làm trong uh, sách tin lành Matthew, Mark và Luca và chúng ta thấy rằng là rất là nhiều phép lạ Chúa làm đúng không? và được ghi lại trong ba sách phúc âm tin lành nhưng mà không có được ghi lại trong sách phúc âm tin lành giang và đặc biệt phép là chúa hóa bánh và cá ra nhiều được ghi lại trong bốn sách phúc âm tin lành trong đó sách phúc âm Matthew đoạn 14, mát đoạn 6, Luca đoạn 9 và sách tin lành giang đoạn 6. Và đặc điểm của phép lạ này là rất đặc biệt ông bà chị em. Rất là xúc tích, rất là đầy đủ chi tiết và rất quan trọng vì được bốn chức giả đã ghi lại à, đặc biệt quan trọng tại vì sao vì được bốn sách phúc âm ghi lại rất là đặc biệt đúng không những cái phép lạ khác có có thể ghi trong uh, sách tin lành mát uh, Matthew Luca nhưng mà không có ghi trong sách tin lành Giăng hoặc là trong sách tin lành dân có ghi những phép lạ chúa làm nhưng mà ba sách tin lành khác lại không ghi cho nên uh, rất là đặc biệt về cái phép lạ Chúa hóa bánh và cá ra cho nhiều người ăn được ghi lại trong bốn sách phúc âm tin lành vì được ghi lại trong bốn sách phúc âm tin lành thì chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện này sao rất là quan trọng rất là quan trọng và rất là có ý nghĩa cho đời sống đức tin của chúng ta và cũng nói cho chúng ta biết Chúa Giêsu Christ là ai hơn nữa cái phép lạ này có rất là nhiều người chứng kiến Trong những phép lạ khác của Chúa làm đó thì có thể có vài người, có một số người, nhưng mà phép lạ này thì sao? Có hơn 5.000 người chứng kiến. Chúng ta thấy rằng là, là nếu mà không kể đàn bà con nít đó, nếu mà tổng cộng luôn á là khoảng chừng 15.000 người đến 20.000 người chứng kiến cái phép lạ này. Một phép lạ rất là kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã làm, đã bày tỏ quyền năng của Ngài, vinh hiện của Ngài bằng cách hóa bánh và cá ra cho nhiều người ăn. Và phép lạ hóa bánh ra nhiều á, chứng minh Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Tại vì sao? Không ai có thể làm như Chúa Giêsu. Mà nếu mà có một người làm như Chúa Giêsu á thì người đó phải là Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng để hóa bánh ra nhiều, hóa cá ra nhiều cho hơn 5.000 người ăn. Và phép lạ này cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng tạo hóa đúng không? Chúa tạo ra à, bằng quyền năng của Chúa và ngài là đấng cung cấp, đấng chu cấp lương thực cho mọi tạo vật của ngài. Và không như ba à, sách phúc âm tin lành khác như là Matthew, Mark, Luca thì à, sứ đồ Giăng ghi lại trong à, phúc âm của ông, của ông đó thì chỉ có tám phép lạ mà thôi. Chỉ có tám phép lạ thôi. Tám à, phép lạ hay cũng gọi là tám dấu lạ. Và tám phép lạ đó nói lên quyền năng của Chúa Giêsu, nói đến thần tánh của Chúa Giêsu và nói đến thân vị của Chúa Giêsu. Ông bà cho em nếu chúng ta đọc sách Tin lành Giang hình như chúng ta đã đọc rồi. À, chúng ta đã đọc uh, Kinh Thánh hàng ngày đó ông bà cho em còn nhớ không? Dạ, thì khi chúng ta đọc chúng ta thấy rằng chỉ có tám phép lạ mà sứ đồ Giang ghi lại mà thôi. Những sách các sách Tin lành khác thì ghi lại những phép lạ Chúa Giêsu làm rất là nhiều. Mà tại sao? Tại sao sứ đồ dân chỉ có ghi lại 8 phép lạ thôi ông bà chị em? Vì 8 phép lạ này tượng trưng cho tất cả những phép lạ khác và nói đến thần tánh của Chúa, nói đến thân vị của Chúa Giêsu. Phép lạ thứ nhất mà chúng ta biết á mà chúng ta đã học rồi đó là nói đến Chúa hóa nước thành thành rượu và yeah. Chúa hóa nước thành rượu ở trong vang đoạn 2. Và khi Chúa hóa nước thành rượu đó thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng ban sự sống Chúa Giêsu là đấng ban sự sống. Tại vì từ nước lạnh trở thành rượu, từ nước lạnh trở thành rượu ngon. Đó nói đến à, quyền năng của Chúa Giêsu có thể ngày ban sự sống cho những ai đến với Chúa, những ai tin nhận ngài. Rồi phép lại thứ hai, Chúa Giêsu chữa lành con trai quan thị vệ ở trong dân đoạn 4. Chứng minh Chúa Giêsu là đứng làm chủ khoảng cách. Có nghĩa rằng là khi Chúa chữa lành bệnh cho người con trai quan Thiệp vệ, Chúa không cần phải đi đến tận nơi người con trai đó trên giường để đặt tay. Nhưng mà Chúa chỉ phán một lời mà thôi, đúng không? Chúa ở ở thành ở ở Jerusalem, Chúa phán với cái người có con bị bệnh gần chết đó ở thành Capernaum đó, chỉ phán một lời là người con trai đó được lành bệnh. Cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu làm chủ có khoảng cách, cứ như là khoảng cách không có giới hạn đối với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chỉ phán một lời thôi, như ngày hôm nay chúng ta biết chúng ta cầu nguyện Chúa như những người thân chúng ta ở xa xôi, ở ngoài nước Mỹ, ở San Diego, ở San Jose ở những địa bàn khác, chúng ta cầu nguyện Chúa và Chúa chỉ phán một lời. Chứ không cần đi đến để đặt tay Chứ chỉ phán một lời mà người đó được lành bệnh Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Làm chủ khoảng cách Ngài là Đức Chúa Trời Ngài là đấng không bị giới hạn bởi khoảng cách Và pháp lạ thứ ba cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu chữa lành người bại 38 năm Ở bên hồ Bethesda Bê Nhưng chúng ta đã học trong gian đoạn năm đó ông cho em Chúng ta thấy một điều Chúa Giêsu chữa bệnh người bại 38 năm Nói lên điều gì Chúa Giêsu làm chủ thời gian cái người bệnh bại này 38 năm Gần nửa đời người đúng không Cái thời gian đó không có Nghĩa lý gì đối với quyền năng của Chúa Giêsu Quyền năng của Chúa Giêsu Vượt lên trên cái thời gian Bệnh tật của người này 38 năm bà chị em Chúa chữa lành cho người bệnh này Chúa làm chủ thời gian Chúa là Đức Chúa Trời Đấng tạo nên thời gian Chúa là đấng ban sự chữa lành Cho người bại 38 năm này và phép lạ thứ tư mà chúng ta buổi sáng nay chúng ta sẽ nói đến là phép lạ Chúa hóa bánh nhiều ra nhiều cho 5.000 người ăn no nê trong gian đoạn 6. Ở đây cho chúng ta thấy Chúa hóa bánh ra cho nhiều người ăn. Chúa không những ban cho họ thực phẩm để ăn nuôi sống thân thể nhưng mà Chúa có quyền năng để ban cho sự sống tâm linh. Chúa có quyền năng để ban cho sự sống tâm linh, ban cho linh hồn người đó được sống trong phước hạnh với Chúa. Và phép lạ thứ năm là Chúa đi bộ trên mặt biển. Trong những ngày tới chúng ta sẽ học trong văn đoạn 6. Chứng minh Chúa Sư làm chủ thiên nhiên. Không có ai mà có thể đi bộ trên mặt nước được, đúng không? Chúng ta bước xuống nước là sao? Chúng ta sẽ bị chìm. Nhưng mà Chúa đi bộ trên mặt biển, Chúa đi bi bộ trên mặt hồ Galilee. Chúa làm chủ cả thiên nhiên. Chúng ta thấy quyền năng của Chúa Giêsu bày tỏ chứng minh Chúa là Đức Chúa Trời minh Chúa là ngôi hai thiên chúa và phép lạ thứ sáu là Chúa Giêsu chữa lành người mù từ lúc mới sinh trong gian đoạn 8 à, xin lỗi cho gian đoạn 9 à, nói lên Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian người mù được sinh ra mù tư từ khi thở sinh ra và Chúa Giêsu ban cho người mù này sự sáng Chúa Giêsu ban cho người mù này sự sáng về phần thuộc thể nhưng mà Chúa Giêsu có quyền năng ban sự sáng tâm linh cho người này Thế nên ý nghĩa của phép lạ là Chúa làm nói đến gì? Chúa là sự sáng của thế gian, Chúa ban sự sáng tâm linh cho những người ở trong sự tối tâm. Và phép lạ thứ bảy Chúa Giêsu làm là gì? Chúa Giêsu kêu Lazarus từ cái chết sống lại. Lazarus chết trong mồ mấy ngày, bốn ngày có mùi có mùi hôi rồi Chúa kêu Lazarus sống lại. Lazarus từ trong mồ bước ra chứng minh Chúa Giêsu có quyền năng vượt trên sự chết có nghĩa rằng là những người chết chúa có quyền năng kêu sống lại và sự chết đối với chúa không có là gì cả ngài có quyền năng vượt trên sự chết đó là cái điều mà chúng ta thấy ở đây là khi chúa làm phép lạ thì sao có cái ý có mục đích và chúa muốn nói về chính chúa cho chúng ta biết chúa có quyền năng làm cho chúng ta sống lại chúa có quyền năng để làm tâm linh chúng ta được sống lại và phép lạ thứ tám phải là cuối cùng trong sách lành giang mà ít ai nhắc đến đó là gì chúa gọi cá vào lưới của các môn đồ chúng ta nhớ cái câu chuyện khi um, chúa Giêsu sống lại thì họ ờ um, không tin rồi họ buồn rồi phía rơi nói rằng ôi tôi phải đi tôi tôi muốn đi câu cá anh em có muốn đi không rồi mấy người đó cho tôi đi với cái họ đi câu cá và khi xuống câu cá thì sao cả đêm không bắt được con nào hết ông bà chưa cả đêm luôn mà những người này là những người tài giỏi để đánh cá câu cá nhưng mà không bắt được một con nào và Chúa đứng trong bờ Chúa nói rằng các ngươi không bắt được gì sao hãy thả lưới bên bên phải rồi thả lưới làm sao 153 con cá chui vào trong lưới đó họ kéo lên mà lưới không rách thì đây cái phép lạ là Chúa làm Chúa kêu gọi những cá vào trong lưới để chứng minh Chúa Giêsu làm chủ trên tất cả loại động vật đúng không? Chúa có thẩm quyền, Chúa là Đức Chúa Trời. Thì những cái phép lạ này cho chúng ta thấy là gì? Nói đến à, thần tánh của Chúa, nói đến thân vị của Chúa, nói đến quyền năng của Chúa. Những phép lạ đó nói đến cái ý nghĩa cho chúng ta biết Chúa Giêsu chúng ta là ai. Nên chúng ta tạ ơn Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng ta à, đối diện với à, cái phép lạ thứ tư mà Chúa đã hóa bánh và cá ra nhiều. À, sứ đồ gian ghi lại rồi sau khi sau khi ông ghi lại sách tin lành gian đến phần cuối sách tin lành Giang đó và cái câu kinh thánh này rất là quan trọng có thể nói là cái câu chính của cả sách tin lành gian ông chép rằng những nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ tức là con Đức Chúa trời để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống Văn đoạn 20 câu 31 Chúng ta thấy đọc sách tin lành văn từ đoạn 1 đến đoạn 20 và đoạn 21 chúng ta thấy cái câu kinh thánh này là gì? Là nói đến cả những gì mà mà tác giả à, sư đồ Giang muốn trình bày cho những người đọc. Những điều này chép để các người tin ai? Tin Chúa Giêsu Christ là ai? Là Đấng Christ. Tức là con Đức Chúa Trời và nhờ à, danh Ngài mà chúng ta được sự sống. Chúng ta tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta um, học lời Chúa ở trong uh, gian đoàn 6. Uh, câu kinh thánh mà chúng ta đã đọc chung với nhau um, những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jesus đã làm thì nói rằng người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian Chúa Jesus là đấng tiên tri khi nói về đấng tiên tri là nói đến cái người này là người nói lời Đức Chúa trời cho dân sự của Chúa là người hướng dẫn dân sự của Chúa trở về cùng Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu là đấng tiên tri đến thế gian để bày tỏ Đức Chúa Trời cho con người biết và đáp ứng bằng tấm lòng tin và tấm lòng đi theo Ngài. À, dạng bài chúng ta có bốn à, 4 điểm ở đây. À, Chúa Giêsu muốn có thời giờ riêng với các môn đồ trong câu số 1 và câu số 3. Chúa Giêsu quan tâm đến nhu cầu của đoàn dân đông, câu số 4 và câu số 9. Và Chúa Giêsu cung chu cấp nhu cầu của họ, À, trong câu số 10 và câu số 13 và Chúa Giêsu biết ý định của đoàn dân đông tại vì họ ép Chúa Giêsu làm vua với mục đích gì là chúng ta cùng xem phần kinh thánh một buổi sáng hôm nay à, điểm thứ nhất chúng ta xem là Chúa Giêsu muốn có thì giờ riêng với các môn đồ ngài ở trong câu số 3 và câu số số 1 đến số 3 trong câu số 1 sứ à, đồ dân ghi lại rồi à, rồi Đức Chúa Giêsu qua bên bờ biển Galilee là biển CP React Rồi đó à, Là thời gian khoảng 6 tháng hay là một năm Trôi qua trong chức vụ của Chúa Giêsu Chúng ta nhớ à, Phần cuối của à, Sách tin lành gian đoạn 5 cho câu số 47 đó Đến cái phần đầu của Sách tin lành gian đoạn 6 câu số 1 đó Không phải là một cái thời gian liên tục Nhưng mà nó một cái gáp Nó có một cái khoảng ở đó Và chúng ta biết rằng là Trong khoảng thời gian đó đã có rất nhiều việc xảy ra trong chức vụ của Chúa Giêsu tại Galilee. Như Chúa Giêsu đã giảng dạy cho đoàn dân đông ở trong uh, uh, trên núi, chúng ta còn gọi là bài giảng trên núi ở trong Matthew đoạn 5 đến đoạn, ta, đoạn 7 đó. Rồi Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ uh, từ đoạn uh, 8 đến đoạn 9, rồi Chúa Giêsu kêu gọi 12 sứ đồ, rồi sai họ đi ra để rao giảng uh, tin lành trong đoạn uh, 10 rồi uh, Chúa Chúa Giêsu tranh luận với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái trong đoạn 11 và đoạn 12. Rồi sau những việc đó, Đức Chúa Giêsu qua bên bờ biển Galilee là biển Tiberiac. Chúng ta thấy điều này không? Nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ đọc là rồi đó Đức Chúa Giêsu qua bên bờ biển Galilee là biển Tiberiac. Chúng ta không thấy những cái điều gì Chúa đã đã làm trong từ 6 tháng đến một năm đó ông bà chị Thế nên Kinh Thánh khi là Chúa ghi lại chúng ta biết rằng là những điều Chúa ghi lại rất là có ý nghĩa và nó nối kết với nhau trong cái chức vụ của Chúa Giêsu. À, Chúa Giêsu à, à, qua bên bờ biển Galilee là biển Tiberias. Ông bà chị em có thắc mắc biển Galilee và bạn biển Tiberias, à, có hai cái biển này có phải là hai cái biển khác nhau không? Khi đọc kinh thánh chúng ta có thấy rằng là À, kinh thánh nói rằng là có biển uh, galilee biển uh, Tiberias như phải là, là là có hai cái biển hay là sao nhưng thật ra thì chỉ có một cái biển thôi mà ông bà cho em à, thật ra biển galilee có tên gọi khác nữa là biển genesaret uh, và biển Tiberiac. À, ở nước do thái đó thì chúng ta có uh, chúng ta thấy là có một cái hồ rất là lớn rộng lắm và nước nhiều lắm và người ta gọi là biển Thật sự ra đó là cái hồ tại vì cái đó là à, tại vì sao à, biển phải là nước mặn phải không nhưng mà cái hồ cái biển Galilee này là nước ngọt. Và tại vì tới kinh thánh gọi là biển hoặc là người Do Thái gọi là biển tại vì sao? Cái hồ này rất là lớn và có những cái sóng bị sóng cái hồ đó nó rất là cao. Cho nên họ mới nói là biển Galilee. À, biển biển à, Geneseret là tên gọi của người địa phương, còn biển Tiberias là tên gọi theo vua Herod Antipas là người đã đặt tên cho bờ biển ở phía đông. và ông Herod này đặt tên bờ biển Tiberias để tôn kính hoàng đế Tiberias thời bấy giờ. cho nên thật sự ra thì cái hồ Galilee hay cái biển Galilee đó thì chúng ta biết rằng là nói chung là biển Galilee nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu từ uh, biển Ga, từ Chúa Giêsu đi qua biển Galilee và là biển Tiberias có nghĩa là là từ bờ biển ở miền uh, miền tây Chúa đến bờ biển miền đông giống như uh, chúng ta thấy uh, có uh, bốn 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 uh, bốn miền bốn bốn, phương, bốn hướng bốn hướng phải không uh, Đông Tây và Nam Bắc cái gì cái viên cái, cái hồ biển Galilee vậy đó thì uh, có hướng tây rồi hướng đông rồi hướng hướng bắc và hướng nam. Thì từ bờ biển đó Chúa Chúa đi đến biển đến bờ biển phía đông ở bờ hồ Galilee. Cho nên chúng ta thấy điều này, từ phía tây bờ biển Galilee, Chúa Jesus qua phía đông bờ biển Tiberias với hai lý do. Ở đây chúng ta thấy Chúa Jesus muốn đem các ủng đồ của Chúa đem họ ra sau những cái buổi họ được sai đi để rao giảng tin lành đó trong mát đoạn 6 câu 17 13 có ghi lại là họ sai Chúa được Chúa sai họ đi họ đi để ra rao giảng lời của Chúa đi ra chữa lành bệnh rồi đi ra rao giảng lời Chúa và Chúa muốn đem họ trở lại và Chúa đem họ qua bên bờ biển Galilee ở miền phía phía đông rồi Chúa muốn môn đồ ngày có thì giờ nghỉ ngơi à, sau những à, một ngày làm việc rất là cực nhọc. Đó là cái ý định của Chúa. Và theo sách uh, Tin lành Mát. đoạn 31 và câu 32 đó ghi lại là ngài phán cùng môn đồ rằng hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút vì có kẻ người lại đông lắm đến nỗi ngày. và sứ đồ không có thì giờ ăn. Vậy ngài và sứ đồ xuống thiền đặng tẻ, đi tẻ ra trong đời vắng vẻ. Chúng ta thấy điều này nó nối kết à, bốn sách phúc âm đều nói về cái chức vụ của Chúa Giê-xu. Nghĩa là, là Chúa Giê-xu và các môn đồ của Chúa à, trong cái, cái 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 công việc là đi ra để à, rao truyền lời của Chúa, rao truyền Phúc âm tin lành đó thì họ đối diện với đoàn dân đông và họ không có thời giờ ăn. Và Chúa thấy điều đó họ, Chúa mới đem họ đi ra. À, Chúa muốn họ nghỉ ngơi. Và ở đây cho chúng ta thấy là gì họ đến một nơi vắng vẻ, ở đoàn dân đông đi theo Ngài vì từng thấy phép lạ là Ngài làm cho những kẻ bệnh. Chúa Giêsu và các môn đồ của Chúa à, rời để, ở đoàn dân đông đi đến một nơi vắng vẻ để được nghỉ ngơi cầu nguyện. Nhưng mà đoàn dân đông thì sao? Cứ tiếp tục đi theo Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài. Và trong uh, mát đoạn uh, 36 cho chúng ta biết thêm chi tiết là gì? Nhiều người thấy nhận thì nhận ra Đức Chúa Giêsu và các môn đồ nên từ khắp các thành họ chạy bộ theo và để đến đó trước. Có nghĩa là trước khi Chúa Giêsu đến bờ biển Tê-đi-bi-át ở phía đông á thì những người trong đoàn dân đoàn dân đông này đó họ đã đi đến trước rồi. Mình thấy là họ đi theo Chúa Giêsu và các môn đồ của ngài. Và chúng ta có thể hỏi rằng họ đi theo với động cơ gì? đi theo Chúa vì gì? Ở đây chúng ta biết rằng là đoàn, đi, đoàn dân đông đi theo Chúa Giêsu không phải là vì họ có đức tin nơi Chúa Giêsu, không phải là họ um, có tấm lòng yêu kính Chúa Giêsu, nhưng vì họ thấy những phép lạ ngài làm. Chúng ta thấy không? Họ thấy những điều Chúa đã làm, Chúa đã chữa bệnh cho nhiều người được lành. Họ thấy phép lạ Chúa làm và họ đi theo Chúa Giêsu. Họ là những người tìm kiếm phép lạ, mình có thể nói điều này. Họ yêu thích phép lạ, nhưng mà họ không yêu kính Chúa Giêsu, đặt đức tin lên Chúa Giêsu là đấng đã làm phép lạ. Và thấy cái điều rất là ngạc không, đó, nó ngược hết đời không? À, thích Chúa Giêsu làm phép lạ, là, thấy Chúa Giêsu làm phép lạ, là, nhưng mà không tin nhận Chúa Giêsu là đấng Messi không tin nhận Chúa Giêsu là đấng đã làm phép lạ. Là. Mặc dù đoàn dân đông kéo đến trong câu số 3 đó, đức Chúa Giêsu lên trên núi ngồi đó với các môn đồ chúng ta thấy đoàn dân đông đến rất là, là là, là là nhiều rất là nhiều người đến nhưng mà sao Chúa vẫn muốn các môn đồ của ngài lên trên núi ngồi đó ngồi đó với mục đích gì Chúa Giêsu muốn có thì giờ riêng tư với họ ngài lo lắng chăm sóc cho các môn đồ của ngài rồi ngài dạy dỗ ngài huấn luyện họ à, các môn đồ ngài cần được nuôi dưỡng về phần tâm linh trong lẽ thật lời chúa ở đây chúng ta thấy một điều là chúa sai các môn đồ ngày đi để rao giảng tin lành nhưng mà chúa cũng muốn họ phải có lời chúa trong lòng cái là chúa phải muốn chúa muốn họ hiểu biết về chúa càng hơn cho nên những trong, trong những cái công việc bận rộn sự hội việc chúa đó chúa thấy cái điều đó và chúa đem họ ra chúa đem họ lên trên núi để uh, trò chuyện để tâm tình để khích lệ cũng như À, giảng dạy hay là huấn luyện họ và chúng ta biết rằng chúng ta là những người theo Chúa Giêsu chúng ta được Chúa Giêsu kêu gọi đi theo ngài à, chúng ta biết rằng Chúa muốn chúng ta biết ngài càng hơn chúng ta theo Chúa chúng ta hầu việc Chúa điều đó tốt quan trọng nhưng mà điều quan trọng hơn là gì hãy biết Chúa càng hơn ông bà chị em chúng ta không thể nào hầu việc Chúa mà không biết lời Chúa được. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người họ việc Chúa rất là sốt sắng, rất là mạnh mẽ nhưng mà lời Kinh Thánh thì không có biết. Lời Chúa không biết. Chúa Giêsu thật sự là ai cũng chưa chắc mình có thể trả lời được. Cho nên cái điều nguy hiểm là gì? Nếu chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta theo Chúa Giêsu, chúng ta phải biết Ngài. Chúa muốn chúng ta biết Ngài. Và điều quý nhất quan trọng nhất là chúng ta phải biết Chúa Giêsu một cách tận tường. Khi chúng ta biết Chúa rồi đó, thì chúng ta sẽ thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, đẹp lòng Chúa. Mà nếu chúng ta không biết rõ Chúa, không học nơi Chúa đó, chúng ta sẽ thờ phượng Chúa theo sự không ngoan của mình. Đúng không? Theo cái sự hiểu biết của mình. Cho nên, à, xin Chúa nhắc nhở chúng ta, à, chính tôi và ông bà chị em, chúng ta cần phải biết lời Chúa, biết về Chúa Giêsu càng hơn khi chúng ta hầu việc chúa chúng ta có lời chúa chúng ta có lẽ thật của chúa chúng ta không có làm điều gì mà chúa buồn cho nên xin chúa ban ơn chúng ta như ban thờ phượng thờ phượng chúa cũng vậy tôi luôn luôn nhắc nhở các bạn trong ban thờ phượng là gì phải đọc lời chúa suy gẫm lời chúa cầu nguyện để trước khi thờ phượng chúa lời chúa hướng dẫn chúng ta thờ phượng chúa chúng ta không phải cảm xúc rồi ca ngợi chúa rồi sau khi hết cảm xúc rồi chúng ta trở lại cái cuộc sống bình thường mà chúng ta thờ phượng Chúa trên lễ thật lời kinh thánh trên lễ thật lời Chúa mặc khải cho chúng ta đến điểm thứ hai là gì Chúa Giêsu quan tâm đến nhu cầu của đoàn dân đông ở câu số bốn ghi là lễ vượt qua vả lễ vượt qua là lễ của dân Juda gần tới lễ vượt qua là lễ gì ông bà cho em nhớ không lễ vượt qua là lễ mà mọi người do thái phải lên thành Jerusalem thờ phượng Chúa tạ ơn Chúa và nhắc nhở nhau về ơn cứu uh, ơn dạy cứu, uh, ơn dạy cứu của Đức Chúa Trời để đem họ ra khỏi sự làm nô lệ ở Ai Cập 400 năm. Và cái lễ này rất là quan trọng, lễ vượt qua là cái lễ mà không thể nào mà con dân của Chúa thờ ơ hoặc bỏ qua được. Tất cả mọi người phải lên Jerusalem để thờ phượng Chúa, để ca ngợi Chúa. Và Đức Chúa Giêsu uh, ngước mắt lên thấy đoàn dân đông đến cùng mình bèn phán với phi rằng chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn chúng ta thấy sự quan tâm của chúa giêsu ở đây đoàn dân đông đến với chúa giêsu để nghe lời chúa và chúa quan tâm hơn xa hơn là gì họ cần được được ăn họ theo chúa giêsu uh, đi bộ xa xôi có thể nhiều ngày uh, họ đói và họ cần được ăn mà chúng thấy chúng ta thấy là trong mát đoạn 6 đoạn, đoạn 6 câu 14 mới ghi lại là gì? Chúa thấy đoàn dân đông thì động lòng thương xót như không có người chăng. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ nhiều điều. Văn thì cho chúng ta thấy rằng là Chúa ngước mắt lên thấy đoàn dân đông. Nhưng ba sách Phúc âm trên lành cộng quan á, Matthew, Mark và Luca cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu động lòng thương xót với đoàn dân đoàn dân đông này. Chúng ta thấy cái điều Chúa quan tâm rất là đặc biệt ở đây. Chúa thương xót họ. Vì sao? Vì họ không có người chăn. Họ là những người theo Chúa Giêsu, họ là những người Do Thái, họ là những người uh, thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ có những người thầy tế lễ uh, cả người pha -si là những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, nhưng mà đó là những người chăn chiên giả. Cho nên Chúa Giêsu nói uh, ở đây cho chúng ta thấy là gì? Họ không có người chăn chiên thật họ được Chúa thương xót, tại sao? họ không có người chăn chiên thật và Chúa đến, Chúa dạy dỗ họ nhiều điều. Mát theo đoạn 14 câu 15 à, và 16 ghi lại, chúng ta thấy chúng ta đối chiếu bốn sách phúc âm Tên lành về cái câu chuyện này, về cái sự kiện này rất là quan trọng ông bà chị em. Đó là khi họ đến rồi phải không? họ nghe giảng, à, rồi đến chiều tối thì sao? Môn đồ tới gần ngày mà Thưa rằng ở đây vắng vẻ và là nơi trời tối rồi, xin thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn chúng ta thấy rằng là cái điều mà các môn đồ nói với chúa Giêsu điều đó hợp lý thôi họ theo chúa họ nghe lời chúa rồi bây giờ tối rồi có nhẽ họ phải ngủ đây làm sao lấy gì cho họ ăn bây giờ thầy sai họ trở về đi để kiếm thức ăn chúng tôi nếu không có thức ăn thì họ sẽ xỉu hay sẽ chết chúa Giêsu phán như thế nào không cần họ phải đi chính các người hãy cho họ ăn Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Chúng ta thấy cái chức vụ Chúa là gì? Chúa luôn luôn quan tâm đến không những đời sống tâm linh của con dân của Chúa, nhưng mà cũng quan tâm đến đời sống thuộc thể nữa, ông bà chị em. Tôi cũng học được một điều là cái gì? Không phải mình giảng lời Chúa, mình chia sẻ lời Chúa cho con dân của Chúa, nhưng mà mình cũng phải quan tâm đến phần thuộc thể của họ nữa. Đúng không? Ông bà chị em cũng vậy thôi. Nếu chúng ta đi với Chúa mỗi ngày, hầu việc Chúa mỗi ngày chúng ta tạ ơn Chúa những gì Chúa ban cho chúng ta chúng ta không chỉ khích lệ họ chúng ta không chỉ cầu nguyện cho họ dạy lời Chúa cho họ nhưng mà chúng ta cũng phải bày tỏ bằng hành động quan tâm cụ thể là gì chăm sóc đời sống họ nữa là chia sẻ những gì mình có không bà chị em đó là điều mà chúng tôi học được buổi sáng hôm nay và à, khi Chúa Giêsu à, nói với các môn đội Chúa là không cần họ phải đi về nhà phải không chính các người hãy cho họ ăn Chúa Giêsu nói là à, Chúa phán điều đó với họ nhưng mà họ nói sao chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn ở nơi vắng vẻ này chúng ta thấy các à, môn đồ của Chúa thì ờ à, thật ra họ không có nghĩ đến à, hay là tìm cách nào để cho đoàn dân ăn đồng à, đoàn dân đông ăn họ chỉ muốn đoàn dân đông trở về thôi còn Chúa Giêsu sao Chúa Giêsu quan tâm Chúa Giêsu muốn cho họ ăn và trong câu số 6 đó, chúa giêsu phán à, điều đó đặng thử philip, chớ ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi, chúa biết điều chúa sẽ làm cho đoàn dân đông này, chúa muốn dạy dỗ philip về đức tin đây, à, trong hoàn cảnh khó khăn á, chúa giêsu muốn đặt họ, à, chúa giêsu đặt họ à, tin cậy nơi ngài, chúa giêsu muốn lòng à, đức tin của họ đặt nơi chúa giêsu muốn Uh, chú uh, uh, muốn họ đặt lòng tin nơi chúa Giê-xu uh, nhưng uh, chúng ta thấy rằng là chúa biết chúa phải làm gì trong cái sự thương xót của chúa nhân từ của chúa ngài biết ngài sẽ làm gì cho họ và Philip phưa, thưa rằng trong câu số 7 200 trăm bánh không đủ phát cho mỗi người mỗi một người một ít yeah. chúng ta thấy ở đây không uh, đoàn dân đông có nhiều lý do nói rằng là sao chúng ta không thể nào cho họ ăn được họ phải đi về về làng để mua đồ ăn mà Chúa thì nói rằng là họ không cần phải đi chính các ngươi phải cho họ ăn và Philip nói rằng 200 DNA bánh không đủ phát cho mỗi người một ít à, chúng ta biết rằng cái đồng tiền DNA đó là đồng tiền của người La Mã một DNA đó là giá tiền công làm việc của một ngày một DNA À, giống như ở thời bây giờ ở xứ cho thái là mỗi người đi làm đó thì sẽ được một đồng đơn là cái giá cái, tiền tiền công của một người đó làm cho một ngày và 200 trăm thì gần 8 tháng lương của một người ông bà cho em tám tháng lương nếu có 8 tháng lương của một người cũng không thể nào mua đủ thức ăn cho hơn năm ngàn người không kể đàn bà con nít ăn đủ được đúng không Philip trình bày cho Chúa điều này chúng ta thấy rằng là, là Philip à, không có hoàn toàn à, đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, họ không à, tin cậy Chúa không nghĩ rằng Chúa Giêsu có thể à, giải quyết vấn đề này. song song đó thì chúng ta thấy có môn đồ anh rê, à, anh rê là em của Simon Peter. Thưa rằng đây có một đứa con trai có năm cái bánh bạch à, bạch Nha và hai con cá nhưng đông người dừng ấy thì ngần Đông, thì ngần ấy thì có thấm vào đâu. Chúng ta thấy uh, anh khác với Philip là gì? Ông cố gắng tìm cách giải quyết. Yeah, ông đi trong uh, giữa đoàn dân đông đó. Ông thấy uh, cậu con trai này có năm cái bánh và hai con cá. Và ông đem <laughs> ông đem uh, trình bày cho Chúa. Ông nói rằng, đoàn dân đông như thế này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Anh đê cũng không có đủ đức tin nơi Chúa Giêsu. Anh Rê nghĩ với năm cái bánh và hai con cá đó cũng chẳng giải quyết được điều gì. Nhưng mà cũng nói cho Chúa Sư biết là trong cả đoàn dân đông đó có một cậu bé trai có năm cái bánh và hai con cá. Chúng ta thấy đây Chúa Giêsu luôn luôn quan tâm đến nhu cầu của con dân của Chúa, nhu cầu của chúng ta. Ngài biết Ngài sẽ làm điều gì tốt nhất cho dân sự của Chúa, cho chúng ta, ông bà chị em khuynh hướng của chúng ta là gì than phiền lo lắng bất an khi đối diện với những những nan đề trong đời sống ông bà cho em có kinh nghiệm điều này không khi chúng ta đối diện với những cái khó khăn ấy, thì chúng ta thấy lo lắng chúng ta thấy bất an cái đó là cái bản tính tự nhiên của con người chúng ta đúng không chúng ta quên quyền năng của chúa chúng ta quên uh, đặt lòng tin nơi chúa có một câu uh, tiếng anh uh, nói thế này tôi thấy rất là uh, hay do not tell your God I have big problem but you have to tell your problem I have big God đừng bao giờ nói với đức chúa trời chúng ta rằng chúng ta có một vấn đề lớn lắm đừng bao giờ nói điều đó nhưng mà chúng ta hãy nói với những vấn đề chúng ta đang có đó I have big God chúng ta có một đức chúa trời vĩ đại chúng ta có một đức chúa trời đầy quyền năng những cái vấn đề lớn lao đó không nghĩ lý gì với Đức Chúa Trời mà đứng chúng ta tin cậy. Do not tell your God I have a problem. No. But you have to tell your problem I have with God. Có nghĩa là chúng ta hãy chú ý đến Chúa là ai. Đừng nên chú ý vào những cái vấn đề khó khăn trong đời sống của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta luôn luôn có những vấn đề, những vấn đề nan giải. Đúng, chúng ta không giải quyết được nhưng mà chúng ta có một Đức Chúa Trời có quyền năng có thể giải quyết tất cả những vấn đề trong đời sống chúng ta. Và có người nói rằng là khi mà chúng ta nghĩ chúng ta có thể thì chúng ta sẽ không có thể làm được. Nếu mà mà nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể đó thì Chúa có thể tiếng Anh ghi lại là if we think we can we can't. If we can God can nếu mà mình nghĩ rằng là mình có thể giải quyết được mọi vấn đề trong đời sống của mình thì mình không không có thể làm được đúng không? và nếu mà mình nhận biết rằng là Chúa con không thể, con bất tài, con không khả năng, con yếu đuối, con không làm được, Chúa có thể làm được, Chúa có thể làm điều đó cho đời sống chúng ta, thì nói đến cái sự khiêm nhường hạ mình đầu phục Chúa nhờ cậy Chúa, ông bà cho em. Nhiều, nhiều, người ngày hôm nay được uh, dạy dỗ ở bên Mỹ này rất là khôn ngoan, rất là tài giỏi. Mà nghĩ rằng mình có thể là giải quyết được nhiều vấn đề. Nhưng không phải là điều đó đúng đâu ông bà em. Họ cũng đối diện những cái sự khó khăn mà không giải quyết được. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải hạ mình nhận biết rằng con không thể làm được. Nhưng mà Chúa có thể làm được. Ông bà em có những vấn đề trong đời sống mình không thể làm được. Nhưng mà mình tin rằng Chúa có thể làm được. Chúa có thể làm được trong chương trình, trong ý muốn, trong à, mục đích tốt đẹp của Chúa cho đời sống chúng ta. Đến điểm thứ ba là Chúa Giêsu đáp ứng nhu cầu của họ. Thì nói đến Chúa Giêsu à, bày tỏ quyền năng của Ngài qua phép lạ, Chúa hóa bánh và cá ra cho hơn 5.000 người ăn. Chúa Giêsu không có ra lại à, à, trách móc hay à, à, la rầy về sự thiếu đức tin của các môn đồ của Ngài. Chúng ta thấy à, phần trước đó Chúa quan tâm nhưng mà các môn đồ Ngài thì sao không quan tâm đều thất bại không có giải quyết được vấn đề đối với đoàn dân đông thì ở đây Chúa đáp ứng à, nhu cầu của đoàn dân đông là gì? Ngài có cách giải quyết của Ngài và Chúa Giêsu muốn họ phải à, à, phải tin cậy Chúa và Chúa Giêsu đặt họ vào công việc phải làm và Chúa Giêsu phán rằng là hãy truyền cho chúng ngồi xuống Ông thấy không? Câu số 10 Đức Giêsu bèn phán rằng hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Bây <laughs> là bây giờ đừng có nói vấn đề đuổi họ về nữa. Đừng có vấn đề nói vấn đề là 200 trăm nữa. Hãy cho họ ngồi xuống. Chúa biểu các môn đồ của Chúa là sao? Phải làm điều đó. Các môn đồ của Chúa đã thất bại trong đức tin, không nhờ cậy Chúa nhưng mà không thất bại trong sự vâng phục lời Chúa đúng không? Và họ làm gì? Họ làm theo lời Chúa vậy Họ đi ra và truyền đoàn dân ngồi xuống. Và cho sách thành gian là ghi lại là vả trong nơi đó có nhiều cỏ. Chúng ta xem trong mát, đối chiếu trong mát thì sao? Chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Ở trong mát đoạn 6 câu 39 là gì? Đoàn dân đông ngồi từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. À, chúng ta khi chúng ta đọc cái điều mà sứ đồ gian ghi lại cũng như mát ghi lại họ ngồi trên một đám cỏ chúng ta tưởng tượng thế nào họ giống như đàn chiên gì đó chúa giêsu là người chăn chiên đúng không chúa yêu Sư là người chăn chiên đang chăn chiên giữa một một bãi cỏ xanh và họ đang ngồi đó tình mình thấy cái hình ảnh rất là là yêu thương chúa yêu Sư ngồi xuống ngồi xuống và họ ngồi xuống trên cái chòm cỏ xanh đó rồi ngồi xuống không phải là ngồi xuống muốn ngồi đâu ngồi ngồi theo thứ tự hàng thì một trăm hàng thì năm chục để ý làm gì đây mà chị em với mục đích là gì là để dễ phát à, thực phẩm cho họ và có thể đếm được nữa cho nên đây là cái ý định của Chúa Giêsu phán với à, các môn đồ của Chúa là gì truyền cho họ ngồi xuống rồi ngồi theo từng hàng hàng trăm hàng năm chục và số người được ước được là năm ngàn người cảm ơn Chúa có à, chức giả Matthew ghi lại thì số người ăn ước chừng năm ngàn không kể đàn bà và con nít nếu mà chúng ta kể những người đàn ông này có vợ ha. Có một đứa con ha. Thì cái đoàn dân đông này sẽ lên đến 15.000 người. 10.000 người, 15.000 người hoặc 20.000 người. Có thể lên đến 25.000 người đợi ông bà Trang. Chúng ta thấy điều này không? Nếu mà tính tất cả vợ chồng con cái. Chắc chích tính hết thì chắc là gần 25.000 người. Trong câu số 11. Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa Ai muốn bao nhiêu mặc ý Ồ, oh, Chúng ta tạ ơn Chúa Ờ uh, uh, Mát đoạn 6 câu 41, 41 thêm chiếc này Đức Chúa Sư lấy năm cái bánh và hai con cá Ngước mắt lên trời Tạ ơn rồi bẻ ra, bánh ra Mà trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân đông Sứ đồ gian không ghi lại điều này Nhưng mà những cái uh, báo sách phúc Phú âm Tên là uh, khác đó. ghi lại là Chúa Giêsu ngước mắt lên trời tạ ơn hình ảnh này nói lên điều gì đâu bà Trang em chúng ta được nhắc nhở điều gì đây chúng ta nhớ um, khi mà um, chúng ta tạ ơn Chúa người do thái có có cái cái phong tục là gì cái người trưởng nam trong gia đình đó là trước khi ăn là họ, họ cầm bánh họ nhưng ngước mặt lên trời họ tạ ơn Chúa tạ ơn Chúa ban cho thực phẩm và ở đây nhắc nhở cho chúng ta gì? Cái tấm lòng hướng về Chúa Tấm lòng tin cậy Chúa Và thi thiên đoạn 121 câu số 1 Câu Kinh Thánh này rất là quen thuộc đối với chúng ta Tôi ngước mắt lên trên núi Ngước mắt lên trên núi Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời đất Một hình ảnh rất là đẹp Và chúng ta học nơi Chúa xu tạ ơn Chúa, tin cậy Chúa vì thực phẩm Chúa ban cho và Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều. Ở đây chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu không hóa bánh và cá ra nhiều trong một lúc, nhưng mà Ngài hóa bánh và cá từng cái bánh, từng cái cá, con cá và trao cho các môn đồ Ngài rồi các môn đồ Chúa phân phát cho đoàn dân đông chúng ta thấy cái điều này rất là lạ Thế vì chúa hóa bánh và cá ra một à, một đống phải không mình nói vậy đi một một số lần rất là nhiều rồi các môn đồ đến thì sao chỉ lấy và phân phát thôi nhưng mà chúa không làm điều đó chúa hóa bánh và cá từng cái bánh từng cái cá và chúa ban à, chúa phát cho các à, các môn đồ của chúa các môn đồ của chúa phát lại cho đoàn dân đông chúng ta thấy đây là một cái phép lạ và đoàn dân đông ngồi trên cỏ đó chứng kiến chúa Giêsu là đấng tạo hóa ồ làm công việc rất là kỳ diệu. Chúng ta có thể liên tưởng là gì? Ồ, một cái phép lạ, tuyệt vời, kỳ diệu quá. Chỉ có Đức Chúa Trời có thể làm được thôi. Mà Chúa đã làm điều đó và Chúa đã hóa bánh ra nhiều cá ra nhiều và trao lại cho các môn đồ của Chúa phân phát cho đoàn dân đồng. Câu số hai. khi chúng ăn đã ăn no nê, ngày ngày phán cùng môn đồ rằng hãy lượm những miếng còn thừa hầu cho không mất chút nào. Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha sau khi người đã ăn rồi chứa đầy 12 giỏ. À, chúng ta thấy đây hai, à, gần 20 ngàn người ăn. Không ai đói cả. Không một người nào trong đoàn dân đó, đoàn dân dân đông đó đói. Họ ăn no nê và thỏ lòng vì sự ban cho di dịch của Chúa. Và chúng ta để ý là, là họ thâu lại, họ lượm lại những bánh đó. Còn thừa, Nói lên điều gì đây? Nói lên sự giàu có của Chúa ông bà chị em? Nói lên sự dư dật của Chúa, nói lên sự rộng rãi của Chúa đối với đoàn dân đông đúng không? Chúa ban cho, Chúa ban cho dư dật. Chúa Đức Chúa Trời rộng rãi. Mình thì mình ban cho từng chút một chút, đúng không? Mình còn <laughs> cầu nệ, cầu nệ. Nhưng mà Chúa sẽ ban cho cách dư dật rộng rãi. Ở đây thấy tấm lòng của Chúa. Chúa ban cho nhiều mà đầy đủ và dư dật ông bà chị em. Ở đây chúng ta thấy sự giàu có của Chúa Còn thừa lại 12 giỏ Cũng nói đến điều gì nữa không, bà chị em 12 giỏ này Có thể là trong cả cuộc đời của họ Sẽ không bao giờ quên phép lạ là Chúa làm đâu Nó khắc ghi đậm trong tấm lòng của họ đó Và nhớ đến sự Chu cấp của Chúa cho họ và Chúa Giêsu là đấng có quyền năng thẩm quyền đáp ứng nhu cầu của đoàn dân đông ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay Chúa không bao giờ lìa bỏ dân sự của Chúa. Chúa không bỏ, Chúa không lìa. Là con dân của Chúa, buổi sáng nay chúng ta sẽ không bao giờ thiếu bánh thuộc thể. Tôi nói điều này, ông bà chị em có thể đồng ý. Tại vì chúng ta ở Mỹ này, có bao giờ ông bà chị em nghĩ rằng mình không có đồ ăn không? Đồ ăn ở Mỹ này dư dật quá ông bà chị em. Nếu mà nói ở bên châu Phi, ở những cái nước nghèo đó, thì chúng ta có thể nói là họ thiếu thức ăn. Nhưng mà ở Mỹ này chúng ta không có thiếu bánh thuộc thể. Đúng không? Chúng ta có dư dật, thậm chí chúng ta ăn không hết chúng ta đổ nữa. Nhưng mà chúng ta thiếu bánh thuộc linh. Chúng ta thiếu bánh thuộc linh ông bà chị em. Tại vì sao? Vì chúng ta không quan tâm đến đời sống thuộc linh. Đời sống thuộc thể chúng ta có đầy đủ dư dật. Chúng ta có đồ ăn no nê, nhưng mà đời sống thuộc linh chúng ta thiếu. Tôi muốn nói điều này là tôi muốn uh, nhắc nhở chính tôi và ông bà chị em. Phần lớn những người sống trên Mỹ này là đời sống tâm linh của họ rất là trống vắng, rất là thiếu thốn. Và họ cần được bánh thuộc linh Chúa ban cho. Và tấm lòng chúng ta ngày hôm nay đó, con người khuyên hướng là gì? Tìm kiếm bánh thuộc thể nhiều hơn là bánh thuộc linh và chúng ta muốn có bánh thuộc thể chúng ta có muốn à, bánh ngon à, cho thân thể này nhưng mà không có muốn lời Chúa cho linh hồn của mình đây là cái vinh hướng của con dân Chúa ngày hôm nay tại vì à, có nhiều người nói rằng là ở hội thánh mà tôi đã sinh hoạt à, ở dưới là Long Beach rồi nói rằng tại sao mỗi lần nhóm là học lời Chúa Tại sao học lời Chúa ở Anh em cũng vậy Cứ nhóm là học lời Chúa Tại sao không thông công ăn uống Cho vui vẻ, cho thân mật Mà cứ học lời Chúa Thì tôi nói rằng là gì Mình cần bánh thuộc linh nhiều hơn là bánh thuộc thể Bánh thuộc linh Sẽ nuôi dưỡng tâm linh Linh hồn chúng ta Và sẽ ban chúng ta sự sống trong ngày Chúa Sư phán ở Trong uh, Ma Thơ Đoạn 4 câu 4 Mà cho em nhớ không Loài người chẳng chỉ sống nhờ bánh mà thôi đúng không Nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng ai Từ miệng Đức Chúa Trời Điểm cuối cùng là Chúa Giêsu biết ý định của đoàn dân đông ở Trong câu số 14 và 15 à, Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm Thì nói rằng người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian Bây giờ Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi đoàn dân đông công nhận Chúa Giê-xu là đấng tiên tri đến thế gian. Họ nhớ lại những lời hứa Đức Chúa Trời ban cho họ. Lời hứa đó là gì? Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ giấy lên cho anh chị em một đấng tiên tri giống như tôi. Từ giữa vòng anh chị em, anh chị em sẽ, anh chị em phải nghe lời vị tiên tri ấy. Kẻ nào không nghe lời tiên tri ấy, nhân danh ta mà ta nói, ta sẽ hạch tội nó. Chúng ta thấy ở đây, À, lời kinh thánh đã nói trước về đấng Messi, Chúa Giêsu sẽ ra từ dòng dõi à, người à, dân Do Thái và Môi-se đã nói điều này trong phục truyền luật đại ký đoạn 18 câu 19, mười à, 15 đến 19. Họ nhớ lại Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se giải cứu họ ra khỏi Ai Cập. Họ nhớ lại Đức Chúa Trời đã ban bánh mana cho họ ăn ở trong đồng vắng 40 năm, đúng không? Cho nên họ tôn Chúa Giêsu là là vua và họ nói rằng Chúa Giêsu là đấng Messi, đấng tiên tri. Giống như môi xe ngày xưa vậy Và khi thấy Chúa Giêsu chữa bệnh hóa bánh Thì họ ép Chúa Giêsu Tôn Chúa Giêsu làm vua Và và muốn Chúa Giêsu ban thực phẩm cho họ Muốn Chúa Giêsu giải cứu họ ra khỏi sự cai trị của người La Mã Thời bấy giờ Chúng ta biết uh, chức vụ hay vai trò của Chúa Giêsu là gì? Là đấng tiên tri, là thầy tế lễ, là nhà vua. Nhưng ở đây chúng ta thấy họ nói Chúa Giêsu là đấng tiên tri và cụ ước đã nói về à, vai trò của chúa Giêsu, à, chúa Giêsu là đấng messi kể đến ngài có vai trò là gì là đấng thiên tri nói lời của đức chúa trời là thầy là tế lễ để cầu thay cho dân sự của chúa là vua là đấng cai trị dân sự cai trị tấm lòng của họ à, đức chúa Giêsu biết tấm lòng động cơ ý định và việc làm sai chật của họ họ không quan tâm đến nhu cầu tâm linh mà chỉ quan tâm đến gì nhu cầu thể xác họ muốn có đấng giải cứu đến từ có người đáp ứng nhu cầu vật chất mà không quan tâm gì đến nhu cầu tâm linh không quan tâm gì đến linh hồn của họ họ không muốn tiếp nhận chúa giêsu là đấng giải cứu đến từ đức chúa trời để giải cứu họ ra khỏi nô lệ của tội lỗi giải cứu họ ra khỏi địa ngục khỏi quyền lực của ma quỷ sa tăng ở đây chúng ta thấy rất là rõ cho nên Chúa Xu liền hối <laughs> liền hối môn đồ xuống thiền và qua trước bên à, bờ bên kia. Trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Cứ nghĩa là, là sau khi Chúa hóa bánh ra nhiều cho họ ăn, rồi Chúa giảng dạy lời của Chúa cho họ, nhưng mà họ không nhận Chúa Xu là đấng Messi là đấng cứu rỗi và họ ép Chúa Xu làm vua, tôn Chúa Giêsu làm vua. Chúa biết ý định của họ thì sao? Chúa hối các môn đồ của Chúa tiếp tục đi <laughs> bên bờ bên kia và Chúa giải tán đám à, đoàn dân đông đó. Điều chúng ta học buổi sáng hôm nay là gì? Con người ngày hôm nay cũng có khuynh hướng tin Chúa Giêsu đi theo Chúa Giêsu vì vật chất. Họ mong rằng Chúa Giêsu sẽ à, giúp đỡ giải quyết những vấn những nan đề trong đời sống. Chúa Giêsu làm thỏa mãn đời sống của họ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu yêu thương những người thật sự tin nhận Ngài. Chúng ta biết rằng chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, Chúa ban cho chúng ta điều gì không bà chị em? Chúa ban sự vui mừng đúng không? Trong giang đoạn 15 câu số 11, ban sự bình an, à, Giang đoạn 14 câu số 27, ban sự yên ủi trong tôi tôi tô thứ nhì đoạn 1 câu 3 câu 7 và sự sống đời đời trong giang đoạn 3 câu 36. Chúa Giêsu ban cho chúng ta những người thật sự tin nhận Ngài. Đó là những phước, phước hành Chúa ban cho chúng ta. Đó điều giá trị à, còn lại đời đời. À, Chúa Giêsu kêu gọi tội nhân phải than khóc về tội lỗi của mình khi đến với Chúa Giêsu, ngài muốn tội nhân phải than khóc về tội lỗi của mình, phải ăn năn, phải xứng nhận Chúa Giêsu, phải vâng phục Chúa Giêsu. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn đoàn dân đông đáp ứng với ngài. Và buổi sáng hôm nay chúng ta thì sao? Chúng ta theo Chúa cách nào? Chúng ta theo Chúa Giêsu theo cách thế gian? hay những giống như đoàn dân đông ngày xưa, hay là theo cách chúa xưa muốn, theo cách chúa Sư muốn là chúng ta phải than khóc về tội lỗi của mình, chúng ta ăn năn tội lỗi, chúng ta mời chúa làm chúa làm chủ đời sống của chúng ta và làm theo lời chúa Giêsu phán dạy. Và bài học buổi sáng hôm nay tóm gọn trong phần áp dụng, Chúa Giêsu thật là Đức chúa trời, ngài có quyền năng vô đối. Để ban đời sống thể xác, tâm linh cho chúng ta được đầy đủ và dư dật. Chúa ban cho chúng ta những nhu cầu vật chất, nhưng mà Chúa cũng ban cho chúng ta nhu cầu tâm linh. Chúng ta có lời Chúa, chúng ta học lời Chúa, chúng ta được nuôi dưỡng trong lời Chúa, chúng ta được no đủ dư dật trong lời của Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa vì lời của Ngài. Và khi chúng ta gặp những khó khăn ở trong đời sống, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu trao hết mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Chúa sẽ lo liệu ông bà cho em. Chúa sẽ chu cấp mọi nhu cầu trong đời sống chúng ta trong thời điểm, trong chương trình, trong mục đích tốt đẹp của Chúa. Chúng ta hết lòng tin cậy Chúa vì chúng ta biết rằng Chúa có chương trình tốt đẹp cho chúng ta. Vì khi chúng ta cầu xin nhưng không hẳn những điều đó là điều tốt đẹp cho đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta hết lòng tin cậy Chúa Chúa biết những điều gì tốt nhất chú ban cho chúng ta thế vì chúng ta than phiền phàn nàn những gì mình thiếu thốn chúng ta hãy nên cảm tạ chúa những gì mình có ngài sẽ khiến chúng ta được di diệt hơn một trong những cái điều mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự ban cho di dịch của chúa đó là chúng ta cảm tạ ơn chúa vì những gì chúa ban cho chúng ta Ông bà cho em cứ về nhà làm thử đi. Tạ ơn Chúa sức khỏe Chúa ban cho em cho. Tạ ơn Chúa Chúa ban hơi thở. Tạ ơn Chúa Chúa ban cho những yêu cầu cho đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ có dư dật ông bà cho em. Nếu chúng ta cứ than phiền, than trách, cứ nói là Ồ, mình không có đủ, mình thiếu quá thì mình không bao giờ có dư dật đâu. Chúa Giêsu sẽ dùng những gì chúng ta có và sẵn lòng dân Ngài để Ngài sẽ làm những việc lớn và lùng trên đời sống chúng ta. Như cậu bé dâng cho chúa năm cái bánh và hai con cá một bữa ăn à, bình thường của một người người à, em em trai đó đã hy sinh dâng lên cho chúa và chúa đã làm lợi ra chúa làm cách lạ lùng và kết quả và à, là một cái sự phước hạnh cho những người chung quanh nếu chúng ta bằng lòng dâng cho chúa những gì mình có Chúa không đòi hỏi chúng ta phải uh, khi chúng ta có nhiều hay khi chúng ta uh, có khả năng là chúng ta mới dâng không có những gì mình có đó cứ dâng cho Chúa, Chúa sẽ làm lớn và lạ lùng lắm bà chị em. Tôi tin, uh, tin tôi kinh nghiệm được điều này, cho nên tôi cũng thách uh, thức ông bà chị em hãy dâng cho Chúa những gì mình có và sẽ kinh nghiệm được những điều lạ lùng Chúa làm trên đời sống chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay, uh, lời Chúa nhắc nhở chúng ta, uh, Chúa Giêsu là Đức Chúa trời. Chúa Giêsu là đấng cung cấp, Chúa Giêsu là đấng quan tâm, Chúa Giêsu là đấng ban sự sống tâm linh của chúng ta.